Như trong cái video này anh chị có thể thấy nè, ba con một cái anh ghét nha anh chị, ba con một cái anh ghét. Trước mắt của chú chị bạn là con siêu siêu đỏ nha. Con kế bên là con siêu cọp, còn một con nữa là con siêu mô đen ha. Đó, như là ba con bò này là ba con bò anh ghét hết. Chị thấy ngoại hình thì bò khá là cao to, mập mạp liền lẹ, trúng yếm đầy đủ bài bản hết, chân móng nè. Để em nghe điện thoại khách cái nha. Alo em nghe anh ơi. Alo em nghe anh ơi. Anh nói sao? Ủa sao mà chủ nhà ta nói để đẻ ta thì bò to càng tốt chứ đâu gì đâu, tại chủ nhà ta báo với em vậy thì hả? À thì hả tơ thì tốt chứ đâu có gì đâu anh. Thì chủ nhà nói với em mà em không biết, nó chắc chủ nhà người ta nói lộn thông tin hay sao. Rồi 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 không sao hết trơn. Dạ dạ. Như những cái con bò này nè anh chị, nói về ngoại hình của nó thì nó không có tặc lỗi gì nha, bao tặc lỗi cho anh chị luôn. Tại chủ nhà người ta ung khói á, cho ruồi mũi nhặn là nó không có má bu bám con bò trong chuồng á. Ở đây thì bà con anh chị chúng ta nuôi rất là kỹ luôn ha. Bò liền lạc mập mạp. Em vô em nghe thợ anh cái cơn. Nó anh út mắt quay phim rồi. Đây anh chị. Bò thì con này đang chốt giá cho anh chị giá 19 nha. 19 triệu. Đó. Còn con này 18 nè. Siêu cọp. Rúng yếm nè. Con này là 17 nè anh chị. Con này siêu mỏ đen ha. Thì mỗi con nó sẽ có một cái ngoại hình với lại một cái điều kiện nó khác nhau ha. Như con siêu mỏ đen này thì thùng dạo nó lớn hơn ha. Nhìn nó liền lạc hơn. Đó, chân móng nè. Này chốt giá 17 triệu. Khoảng 1m28-29 bò. Còn con này khoảng 1m32 bò nè. Con cọp. Con siêu cọp nha. Con siêu cọp là khoảng 1m32 bò. Đang chốt giá 18 triệu. Còn như con này đang chốt giá 19 triệu nè. Là con bò siêu đỏ. Đó, thùng dạo nè. Ok không? Anh chị nào chúng ta có nhu cầu mua thì có thể liên hệ giùm em nha. Em đang có mặt tại Ba Tri Bến Tre và rất là mong sớm nhận được cuộc gọi từ bà con cô bác cũng như là quý anh chị em gần xa để có thể mà chúng ta mua được những bò này về để làm bò nền ha. Thì em cũng đang có một chuyến xe chở bò về Hà Nội vào ngày 22 âm lịch anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mua thì mình có thể đi chung chuyến về để nhẹ bớt cái phần kinh phí vận chuyển ha. Có thể đi mà ghép chung anh chị để em sẵn chuyến em giao luôn. À, anh chị thấy không, chân móng ngoại hình bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em. Đây giúp mình nè. Đó, như con siêu mỏ đen 17 triệu, rúng yếm bài bản lắm. Bò này bò tơ hết anh chị ha. Còn bò này em sẽ giao đến anh chị, chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới lui đi kiểm tra về ngoại hình như tình trạng sức khỏe mới thanh toán tiền đấy. Rồi thì bây giờ em cũng xin kết thúc video đây và hẹn lại bà con cô bác anh chị ở video kế tiếp.